Quang Nokia xin kính chào tất cả quý bà con quý vị nha. Thì ngày hôm nay thì kia ở Cài Lậy Tiền Giang ha quý bà con ha. Thì trong thời gian qua cũng rất là nhiều quý bà con kia đi thăm vườn á, đi chia sẻ kỹ thuật ha, để hỗ trợ cho vườn cây ăn trái của quý bà con đạt hiệu quả cao hơn ha. Đó thì bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều quý bà con mua hỏi kia là nơi nào ha để chúng ta mua những cái cây giống chất lượng tốt ha, những cây giống đẹp, cây giống ưu tú. Đó thì đây là hôm nay thì kia cũng chia sẻ một cái video ngắn gọn ha để cho tất cả quý bà con một cái địa chỉ cũng như là cái nơi mà để cung cấp cây giống nó đạt hiệu quả cao nhất của bà con ha. Vâng thì kia mời tất cả quý bà con. Đây là cái trung tâm cây giống ha quý con ha, mang yên tâm đến mọi nhà. Quý con nghe chữ mang yên tâm đến mọi nhà là quý con hãy yên tâm ha, chúng ta không cần suy nghĩ gì nữa. Đây là cái nơi cung cấp cây giống đạt hiệu quả và chất lượng tốt nhất. Thì bên cạnh đó nữa quý con, thì ở trung tâm cây giống thì nó có một cái ưu điểm, ưu thế cái nữa ha. Đây là cái cơ sở thứ hai ha. Thì trong thời gian qua ha, được sự yêu mến và được ủng hộ của tất cả quý bà con. Thì trung tâm cây giống mở rộng ra một cái mô hình cũng như là một cái diện tích để dự trữ cây trồng chất lượng ha, ưu tú nhất để phục vụ cho quý bà con trong thời gian sắp tới. Thì ở đây là có cái địa chỉ là ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cài Lậy của tỉnh Tiền Giang. Đây còn những cái số hotline trên màn hình ha, quý bà con thấy ha. Thì còn ở bên trong cái trang trại nó có những cái giống cây nào thì kia ngày hôm nay cũng mời quý con cùng kia ha đi chúng ta tìm hiểu trong đây có những loại cây trồng nào quý con ha. Quang kia xin kính mời tất cả quý con. Đó, thì mình vô là heo quý con ha. Đây là Yumika. Cây sữa mica ha quý con ha. Thì ở nhiều video trước thì kia cũng có chia sẻ với quý con rồi, cái vú mica nó có những cái đặc điểm gì mà hiện tại là con rất là ưa chuộng và trồng ha. Thì cái thứ nhất là quý con ha, là cái trái nó bự ha, cái trái nó bự, và quan trọng nữa hơn là cái chất lượng cơm trái quý con, tất nhiên là nó ăn nó rất là giòn ha, nó không có bở ha. Vấn đề thứ ba nữa là cái trái nó có đặc điểm là không có mủ thôi quý con ha. Rất là tiện lợi khi mà mình cầm tay mình ăn là nó không có dính mủ, thì cái đó là cũng điều khá là hay ha. Quý bà con khỏi mấy con ăn xong rồi lấy những dung dịch mà người ta rửa tay này nọ quý để cho tay sạch ha, cái này mình ăn khỏi ho mủ chân á, mình rửa nước lạnh thôi đó là nó sẽ an toàn rồi ha. Rất là ok rồi. Đây là cái vú sữa mica. Thì trong cái thời gian qua ha, thì rất là nhiều quý bà con ha, chúng ta chọn một cái cây trồng để cho đạt cái năng suất ở vườn cây ăn trái mình á, thì cái vú sữa mica là một trong những cây mà bà con chọn rất là nhiều ha. Đó, đây là cái vú sữa mica. Rồi thì cái ai cũng mời quý bà con ha đi tiếp tục coi còn những cây trồng nào nữa. Đây là cái sầu riêng Thái ha quý bà con ha, riêng Thái. Thì quý bà con thấy cây sầu riêng rất là ok nè. Cái bo nó rất là mập nè ha, cái bo nó mập, cái đọt nè quý bà con thấy ha, cái đọt nó rất là ok, cái đọt nó lớn này ha. Đó, còn cái thân đó, cái thân nó rất là khỏe ha. Đó, khi mà bà con mua về trồng thì nó sẽ đạt hiệu quả yêu cầu thôi. Thì nó có cái địa chỉ rõ ràng hết, nó có những cái mã số mã vạch hết theo quý bà con ha. Thì đó là cũng là một cái điều kiện để cho quý bà con để truy xuất lại cái nguồn gốc cây giống cây trồng ha, mua ở cái địa điểm nào ha. Thì bà con sẽ có địa chỉ rõ ràng hết, bà con yên tâm vấn đề này. Rồi tiếp tục bên đây cũng là sang đi nữa, nhưng mà thuộc cái tên gọi cái giống khác theo quý bà con ha. Đây là cái giống Musangkin nha quý bà con ha. Đây thì ở đây thì cái gốc cũng khá là to nè. Đó, cái cây cũng rất là khỏe ha. Nhưng mà quý bà con thấy cái bo nè, cái bo nó quá là tuyệt vời. Ha, tuyệt vời. Cái đọt nó ra phải nói là ok luôn, mình khỏi chê miếng nào luôn. Đây,
thì quý bà con thấy ha, đó tuyệt vời ha, đọt nó ra rất là mập, rất là khỏe ha. Đó. Rồi mình đi tiếp tục dưới đây nữa. Đó. Rồi còn đây nữa, đây đây cũng là giống sầu riêng nữa nhưng mà cũng tên gọi khác nha quý bà con ha, cái tên gọi chính đúng luôn là sầu riêng ghi sáu ha quý bà con. Đó, quý ghi sáu thì ở đây thì sầu riêng thì bà con khỏi chê rồi ha, tại vì mình chọn những cái nơi mà sản xuất giống á thì nó sẽ những trang trại lớn ha, những trang trại lớn, những cái cơ sở uy tín thì gửi mình ở trung tâm cây giống ha, thì mình gửi gắm những cái tâm tư nguyện vọng vào đây thì bà con cũng yên tâm cái vấn đề về về cái sự sinh trưởng và phát triển của cây sau khi mà mình trồng ha, đúng chất lượng luôn, đúng giống, chất lượng tốt luôn. Nó cũng còn rất là nhiều. Rồi qua bên đây, mình đi qua bên đây ha. Mình đi vòng lại đây đi. Có cái đường này nè, mình qua nghe bà con ha. Đây. Còn cây này là cây nho ha quý bà con ha. Đây, cây nho. Trước đây là cũng nghe nói nhiều rồi ha, nhưng mà bữa nay mới thấy được cây nho nè. Cây nho này cái tên gọi nó là nho tứ quý ha quý bà con ha. Nho tứ quý. Thì cái này theo kia tìm hiểu quý con thì mình trồng cũng rất là cho sớm cho trái ha, khoảng tầm 1,5 năm thôi, 1,5 năm thôi là cho trái rồi, nhưng mà cái trái nó đó quý con nó có cái màu đỏ ha, màu đen ha quý con ha, cái trái màu đen, quên kia nhầm ha, sorry quý con ha, cái màu đen nho tứ quý là trái màu đen. Còn đây bên đây là nho thân gỗ đâu quý con nè, nho thân gỗ ha. Cái cây nó quá ok luôn. Trồng thì cái thời gian sinh trưởng sau khi mà nó cho trái lần đầu tiên cũng khoảng 1,5 năm thôi. Đó, nó cho trái rồi. Đó. Thì đây là cái cây nho thân gỗ ha quý bà con ha. Thì nãy kia cũng chia sẻ bên đây là cái nho tứ quý ha. Là cái nó màu đen ha quý bà con. Đây còn đây là cái nho thân rỗ 12 vụ ha. Thì cái trái nó cũng nằm ở trong thân quý bà con ha. Trong thân nó mọc ra. Đó. Thì cái trái nó màu đỏ. Giữa hai giống nó hoàn toàn nó khác nhau về cái màu trái ha quý con ha, thì cũng dễ phân biệt ha. Đó thì quý con cũng trồng khoảng tầm 5,5 năm thôi thì bắt đầu cho trái rồi. Đó thì quý con thấy cây phải nói là nó ok ha, lá rồi nó xanh mởn rất là đẹp ha. Rồi còn đây là cây cherry nè quý con ha. Cây cherry ha, đây cái cherry quý bà con nào thì ngày xưa giờ mình nói là cherry nhưng mà mình chưa có trồng thì đây là cây cherry ha. Thì quý bà con nào có nhu cầu chúng ta mua cây giống cây cherry này thì liên hệ với Kia ha. Liên hệ Kia có để lại những cái số điện thoại trên màn hình nếu quý bà con ha. Còn đây là ổi ruby, cái lá nó phè rất là bự ha. Cái cây này cũng khá là đẹp ha, nó quá ok luôn. Trái năng cũng rất là ngon ha quý con ha. Cái ruột nó có màu đỏ hồng, nó rất là ok. Thì mình nghe là trung tâm cây giống là quý bà con là sẽ biết là rất là nhiều cây trồng nó khác nhau ha. Rồi mình đi qua cái khu bên tiếp theo bên đây ha quý bà con. Thì quý bà con yên tâm ha. Gửi gắm những cái tư nguyện vọng vào đây. Đây thì mua cây gì thì chất lượng của cây đó thì nó đúng với cái cam kết ngay từ ban đầu thôi. Thì khi bà con lấy cây giống thì bên mình thì cũng có làm một cái giấy cam kết về chất lượng cho tất cả quý bà con luôn ha. Đòn đây là cây dừa ha quý bà con ha. Đây là dừa Mã Lai, dừa Mã Lai trái rất là sai ha. Quý bà con nào chưa biết cái trái dừa Mã Lai, quý bà con lên Google mạng ha, quý bà con gõ vô dừa Mã Lai, thì quý bà con thấy cây dừa nó trái rất là sai luôn, mà cây dừa nó lùn chứ không có cao ha, nói chung là năng suất khá là tuyệt vời luôn ha, khá là tuyệt vời luôn.
Đó, thì hiện tại bây giờ thì những nhà vườn sẽ cũng chuyển đổi rất là nhiều ha, những cái diện tích đất lâu năm, đất chúng ta trồng cây kém hiệu quả thì người ta chuyển sang ta trồng dừa ha, những cái vùng đất phèn khó trồng tất cả của loại cây trồng khác thì người ta trồng dừa cũng ok ha. Cây dừa thì nó chịu phèn rất là tối ưu ha, rất là tuyệt vời. Rồi qua đây. Đây là cây bơ, cây bơ quý con ha. À, cây bơ giống 034. À, nghe nói 034 thì chắc lẽ là quý bà con còn có ai trồng thì quý bà con đã biết rồi. Còn ai mà trước giờ mình chưa có trồng loại cây trồng này thì nghe cũng khá là mới lạ ha. Thì nó cũng giống với cái trái bơ bình thường thì mình ra chợ mua ăn thôi. Nhưng mà nó có khác đặc điểm cái là cái trái nó dài heo quý bà con ha. À, trái nó dài. Ăn nó rất là ngon ha. À, cơm nó rất là dẻo luôn, rất là ngon ha. Cũng thì cũng rất là dễ trồng thôi. À, quý bà con trồng khoảng tầm 1.5 năm thôi thì xử lý làm bông thì bắt đầu ra trái rồi đó. Đó thì còn đây là cái cây sambuche ha quý bà con ha. Đó, cây sambuche thường thường ở vùng miền Tây thường ta kêu là cây sapo quý bà con, cây sapo ha. Có nhiều vùng thì kêu cây sambuche đó. Đó. Đây còn cây này là cây gì đây? À, cây này là cây bồng bon nè. Đó. Cây bồng bon ha. Ồ cái bồng bon ngon nè. Thì chắc có lẽ là dân miền Tây mình nghe nói bồng bon biết rồi, đi ra chợ mua trái bồng bon trái tròn tròn nhỏ nhỏ đó quý con ha. Đó. Thì có bán. Đó. Thì trung tâm cây giống thì bà con cần cây nào ha thì có cái đó hết ha, có hết rồi. Còn hôm nay là cái xe này nó về là cây giống cho phục vụ con đó, coi cây gì đây. Ồ đây là cây dừa đó nè. Đó đó thì trong thời gian qua thì Kia nói thật với con luôn ha, là dùng đất Tiền Giang với mà của Tân Phước ha, Tân Phước Tiền Giang với Long An là trồng cây dừa sim lùng mã lai rất là nhiều á, rất là nhiều luôn. Như dùng đất đó là dùng đất phèn rất là mạnh ha, rất là nặng, cho nên là trồng dừa thì phát triển rất là tốt. Ừ. Rồi thì đi tiếp tục đó quý bà con ơi, coi cây ở đây còn cái gì nữa. À đây nè, đó cái cây này là cái cây nổ đình nổ đám trong thời gian qua nè quý bà con. Đó, cây vú sữa hoàng kim ha, nghe hoàng kim thì chung là bà con cũng khá là am hiểu ha, cái trái nó vàng vàng đó. À, trồng được cũng tầm 5.5 thôi, 5.5 thì quý bà con cũng cho trái được rồi. À, thì trong cái khoảng thời gian vừa rồi á, thì Kia cũng đi xử lý vườn á, cho tất cả nhà vườn á, xử lý làm bông trên cái cây vú sữa hoàng kim này cũng khá là nhiều ha. Thì hiện tại giờ bông thì ra cũng khá nhiều rồi, cũng rất là dễ trồng thôi chứ không có khó trồng quá ha quý bà con ha. Đó, thì quý bà con nên chọn lựa những cây giống nào nó phù hợp tại cái vùng đất địa phương của mình trồng để cho nó đạt hiệu quả ha quý bà con. Đó. Rồi còn đây là cây me Thái nè. À, đây là cây me Thái. À, thường thường á thì người ta nói là cây me người ta trồng trước nhà, cây khế mỏ đó quý bà con ha. À, thì đây là cũng là cây me này ăn rất là ngọt ha. À, trời nói chung là me Thái quý bà con người ra chợ mua cũng biết rồi. À, ăn nó ngọt rất là dịu ha, hậu dịu. À, thì trước nhà mình trồng cây thôi, còn ở sau hè thì mình trồng cây khế, cây me trước ngõ, cây khế sau hè. À, đúng luôn ha. À, nó cũng có cái đặc điểm này nè quý con à. Thì bây giờ Kia cũng có cái chia sẻ nhỏ này quý con nè, cái này cũng thấy hay nè ha. Đây. Đó. Cây me Thái á quý con, nếu mà trường hợp mình ra những cái cơ sở giống á, người ta nói là giống này giống me Thái. Đó, nhưng mà mình mắt thường mình đâu có biết thôi quý con ha. Đó, thì đây là cũng là cái mẹo để mình phân biệt nè quý con. Đây nè. Những cái đọt á, những cái đọt nó ra nó có cái màu hơi đỏ đỏ ha, cái đọt non màu hơi đỏ ha. À, đó là giống me Thái đó. Đây màu đỏ rõ ràng ha quý con ha. Ok luôn rồi ha. Còn những mà nó ra mà cái màu trắng màu xanh là không phải nha. À, cái này là Kia cũng chia sẻ thật lòng với bà con luôn đó. Thế thôi bà con mua nhầm giống, mua me Thái mà nói ra những cây me gì không à. Đó, cho nên là sau này cũng khó cho mình đó ha. Đó, cái đó là cũng cái mẹo nhỏ Kia chia sẻ cho quý bà con vậy luôn.
À, chứ giờ quý bà con là dễ xác định ha. À, khỏi bị lừa. À. Rồi, thì đây là cơ bản ha. À, hôm nay Kia đi vào qua trung tâm cây giống, cơ sở uy tín nhất ở Cai Lậy, Tiền Giang ha quý bà con. Đó, thì chia sẻ cho quý bà con những loại cây cây trồng. À, mà hiện tại thì rất là nhiều quý bà con trồng ở cái vùng đất của Tiền Giang cũng như là những cái vùng đất lân cận của đồng bằng sông Cửu Long mình ha quý bà con ha. Đó. Vâng, thì một lần nữa thì Kia cũng cảm ơn tất cả quý bà con ha. Theo dõi video này của Kia, bà con thấy hay nhớ đăng ký kênh, like, subscribe, hoặc là bà con cần thiết về cây giống thì bà con cứ liên hệ cho Kia những cái số điện thoại trên màn hình á. Thì Kia tận tình sẽ chia sẻ như cái địa chỉ cụ thể cho quý bà con ha. Quý bà con cho đi có tiện đường đi ngang thì quý bà con mua luôn ha, hoặc là quý bà con xin số điện thoại ha, địa chỉ thì Kia cũng sẵn sàng chia sẻ những cái số điện thoại địa chỉ cho tất cả quý bà con để dễ dàng tìm nha. Vâng, Kia tạm kết thúc video đây ha quý bà con ha. Hẹn quý bà con một video tiếp theo.